Chào mừng các bạn đến với bài học của ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài có khó một xíu, nhưng mà chắc chắn là sau video này các bạn sẽ tự tin là mình có thể ứng dụng được cấu trúc này đó nha. Đó là câu hỏi WS dạng nâng cao, khi từ để hỏi đóng vai trò là chủ ngữ hoặc là tân ngữ. Rồi thì các bạn cũng có thể là thắc mắc là ủa, từ để hỏi có vai trò là chủ ngữ mà có vai trò là tân ngữ nữa hả? Thì chúng mình cùng qua bài học ngày hôm nay để các bạn nắm ha. So sánh hai mẫu câu ai yêu bạn vậy và bạn yêu ai vậy. Các bạn để ý là hai mẫu câu này trong tiếng Việt, ai yêu bạn vậy và bạn yêu ai vậy, thì chúng ta cùng phân tích nha. Từ để hỏi của mình là ở đâu, là từ nào? Từ ai, đúng rồi, chính xác. Từ ai này đứng ở đâu? Đứng đầu câu. Đứng đầu câu và trước. Trước gì? Trước động từ luôn. Thì từ này có vai trò là chủ ngữ trong câu, chính xác. Từ ai này đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu nè. Rồi, còn từ ai ở câu số 2 thì sao? Nó đứng đâu? Nó đứng sau từ yêu, đúng không? Là động từ của mình là yêu và đứng sau từ. Động từ thì nó là loại từ gì nhỉ? Vị trí này là của loại từ tân ngữ, chính xác. Đây là tân ngữ trong câu. Vậy thì đáp án của chúng mình sẽ là gì? Các bạn có 3 giây thử dịch cái câu này ra tiếng Anh nha. 3, 2, 1. Ok. Rồi, đáp án của mình sẽ là who loves you? Cho cái câu là ai yêu bạn vậy? Rồi, câu số 2 bạn yêu ai vậy? Thì đáp án của mình sẽ là who do you love? Rồi, vậy thì tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Chúng ta sẽ qua slide tiếp theo ha. Rồi, câu đầu tiên của mình nè, ai yêu bạn? Các bạn cùng phân tích cái nào là chủ ngữ, cái nào là tân ngữ, cái nào là động từ cho mấy sự nha. Ai đứng đầu câu mình sẽ là chủ ngữ, đúng rồi. Yêu thì là động từ, chắc chắn rồi, không có gì phải bàn cãi hết, đúng không? Từ bạn này đứng sau từ yêu thì nó sẽ là tân ngữ. Vậy thì khi từ để hỏi là chủ ngữ trong câu thì sao? Đây, who loves you, lát này. Lúc nãy mình đã sau đó cho các bạn biết rồi, đúng không? Who nè, rồi từ loves nè. Ủa, tại sao từ loves này lại thêm s nhờ? Ok, vậy thì các bạn lưu ý nha, nếu từ để hỏi là chủ ngữ trong câu, nó đứng ở đầu câu nè, thì cái từ để hỏi này đóng vai trò như là chủ ngữ số ít. Nhắc lại nha, nếu từ để hỏi là chủ ngữ trong câu thì nó đóng vai trò như là chủ ngữ số ít. Mà chủ ngữ số ít thì động từ mình thèm s, đơn giản đúng không? Nhớ nha, who loves you. Ok, good. Rồi tiếp tục nè. Vậy thì câu số 2 là bạn yêu ai? Phân tích giống như lúc nãy, chủ ngữ đâu, động từ đâu, tân ngữ đâu, cho biết tỷ nào. Chủ ngữ tất nhiên là từ bạn này rồi, đúng không? Rồi, động từ là yêu và từ ai của mình lại là vai trò tân ngữ như lúc nãy đã giải thích rồi. Thì tân ngữ này tại sao lại tân ngữ, nhắc lại coi. Tại vì nó đứng sau động từ. Tất cả các từ mà đứng sau động từ á, các bạn có thể gọi nôm na đó là tân ngữ nha. Rồi, mình thử dịch ra tiếng Anh thử xem. Có nhiều bạn sẽ dịch như thế này: you love who, right? You love who? Nhưng mà không không. Trong tiếng Anh của mình á, nếu từ để hỏi là tân ngữ trong câu thì dù nó là tân ngữ hay là chủ ngữ gì đó thì cái từ để hỏi luôn luôn phải đứng đầu câu. Ok, từ để hỏi luôn luôn đứng đầu câu nha các bạn. Mà nếu mà mình lôi ra từ who này lên đầu, đúng không, thì nó lại tân ngữ lại gặp chủ ngữ sát bên, không có được. Vì vậy mình phải trợ động từ là do. Bạn là you, do you, do you, do hoặc do, tùy theo chủ ngữ của mình. Hôm trước mình đã học rồi nha, who do you love. Vậy thì các bạn nhìn xem mẫu câu này nó sẽ giống với
dạng câu hỏi WS question đối với động từ thường đúng không? Hôm trước mình đã học rồi. Thì hôm nay mình chỉ phân biệt nó với dạng mới của mình là khi từ để hỏi là chủ ngữ trong câu thôi. Ok. Nếu từ để hỏi mà nó đứng ở đằng sau á, nó không phải đứng đầu câu trong tiếng Việt luôn á nha các bạn. Từ ai này nè, nó đứng ở đằng sau động từ á, thì nó sẽ giống như là câu hỏi WS question với động từ thường hôm trước mình đã học đúng không? Còn khi mà từ ai này nó đứng đầu câu nè, thì nó là dạng mới, dạng từ để hỏi là chủ ngữ. Các bạn nhớ thêm S chỗ động từ nha. Ok. Tiếp theo, qua ví dụ tiếp theo nè. Điều gì khiến bạn vui vậy? Ok. Vậy thì sao đây? Làm thế nào đây? Nó giống giống chỗ gì? Chữ điều gì là từ để hỏi của mình đúng không? Từ để hỏi của mình lại đứng ở đầu câu, thì mình làm bình thường thôi. What makes you happy? Rồi, cấu trúc là khiến ai đó như thế nào đó thì make someone cộng với tính từ ha. What makes you happy? Các bạn nhớ thêm S vào nha, nhớ nha. Khi từ để hỏi đứng đầu câu thì nó là chủ ngữ số ít, nên động từ các bạn sẽ phải thêm S. That's good. Rồi câu số 2 nè. Điều gì khiến bạn buồn vậy? Câu này đơn giản thôi, mình chỉ cần thay thế một xíu là xong rồi. Đối với bạn đó, 3 giây cho các bạn nha. 3, 2, 1. Ok, that's good. Chắc chắn là có một số bạn đã có được đáp án rồi đúng không? Rồi, đáp án của mình sẽ là what makes you sad? That's good. What makes you sad? Nhớ thêm S vào nha. Rồi, lưu ý, trong tất cả các từ để hỏi what, who, when, where, why, how, thì chỉ có what và who là có thể đóng vai trò là chủ ngữ trong câu thôi. Còn các từ còn lại thì đóng vai trò là tân ngữ. Nếu cái từ để hỏi đóng vai trò là tân ngữ thì nó sẽ thuộc trường hợp dạng câu hỏi WS question với động từ thường nhé. Rồi, chúng mình sẽ qua bài tập để chúng mình có thể hiểu rõ hơn về bài mình nè. Rồi, câu đầu tiên, ai muốn gặp bạn vậy? Rồi, thách thức nha, nhanh, 3 giây. 3, 2, 1. Ok, good. Ai muốn gặp bạn vậy? Who? Đúng rồi, động từ của mình là ai đứng đầu luôn, là mình dùng từ who xong rồi tới động từ của mình luôn. Want, các bạn chỉ việc thêm S vào thôi, đơn giản đúng không? Who wants to meet you? Who wants to meet you? Who wants to meet you? Ok, good. Rồi câu số 2, bạn muốn gặp ai vậy? Rồi, từ ai của mình đứng sau thì chắc chắn mình dùng gì? WS question với động từ thường rồi. Who do you? Đúng rồi, you nha. You là mình dùng được you nha. Who do you want to meet? Who do you want to meet? Who do you want to meet? Ok, good. Câu số 3, 3 giây nha. 3, 2, 1. Ok, good. Ai cần gọi cho John vậy? Who? Tới động từ của mình kìa, thấy không? Cần. Needs. Rồi, từ ai đứng đầu? Rồi, tới động từ đơn giản. Nhưng mà nhớ thêm S vào nha. Who needs to call John? Who needs to call John? Who needs to call John? Ok. Rồi, câu tiếp theo nè. John cần gọi cho ai vậy? Rồi, từ John đứng đầu câu và từ ai của mình là dạng gì? Dạng số 2 rồi đúng không? Nó là tân ngữ thì mình làm sao đây? Who? Who do John nè các bạn? Phải không? Không nha, who does John? John là chủ ngữ số ít nè. Who does John need to call? Who does John need to call? Ok, good. Rồi, câu tiếp theo. Điều gì khiến bạn hài lòng khi bạn làm việc ở đây? Câu này hơi dài xíu, nhưng mà các bạn thử thực thích bản thân mình một xíu đi nè. Nhớ sĩ chuẩn bị đếm nha. 3, 2, 1. Ok, đáp án của mình sẽ là what makes
makes, đúng rồi, nhớ thêm bé nha. What makes you satisfied when you work here? What makes you satisfied when you work here? Okay, good. Rồi tiếp theo nè. Điều gì khiến anh ấy vui khi anh ấy gặp bạn vậy? Các bạn làm sao đây? Bao nhiêu nha? 3, 2, 1. Ok, các bạn có đáp án hết rồi đúng không? Đơn giản mà. What makes him happy when he meets you? Nhớ thêm S vào nha. Đằng sau chủ ngữ số ít he thì mình cũng phải thêm S luôn nha. What makes him happy when he meets you? What makes him happy when he meets you? Ok, good. Rồi, điều gì khiến cho nhiệm vụ này quan trọng vậy? Từ nhiệm vụ là gì trong tiếng Anh các bạn? Nhiệm vụ là mission, that's good. What makes? Đúng rồi, nãy giờ chỉ có một cái là điều gì khiến thì what makes thôi. Điều gì khiến nè, what makes, đúng rồi. What makes this mission important? What makes this mission important? Okay, what makes this mission important? Okay. Rồi câu cuối cùng nè. Vậy thì câu cuối cùng này các bạn phải làm nhanh nha. Điều gì khiến cho ba mẹ của các bạn tức giận vậy? Của bạn tức giận vậy thôi nha. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, đáp án của mình sẽ là what makes your parents angry? What makes your parents angry? Nhớ nha, điều gì khiến thì What makes? Okay. What makes your parents angry? Rồi, sau bài này là các bạn đã hiểu được cái cấu trúc mới này rồi đúng không? Review lại xíu nha. Khi từ để hỏi là chủ ngữ trong câu thì các bạn sẽ làm như bình thường thôi. Nhưng mà động từ của mình nhớ thêm S nha các bạn. Ok. Và trong số các từ để hỏi thì chỉ có từ who và từ what là có thể đóng vai trò là chủ ngữ trong câu thôi nha các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ hiểu bài này và các bạn sẽ ứng dụng được ngay trong đời sống của các bạn. Và chắc chắn là bài này rất là hữu ích đó. Rồi, see you soon!